dễ dàng, tiện ích và hiện đại. Nhà thông minh, xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày nay, công nghệ phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều tiện ích cho con người. Từ máy tính bảng, điện thoại thông minh, đến các thiết bị điện thông minh và cao hơn là ngôi nhà thông minh, Smart Home, không còn xa lạ đối với nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở khu vực thành thị và có mức sống cao. Nhà thông minh được nhiều gia đình lựa chọn bởi tính tiện ích, sự thoải mái mà nó mang lại. Điểm nổi bật ở nhà thông minh là tính năng tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, Smart Home cũng sẽ giúp chủ nhân giải quyết nỗi lo về hóa đơn tiền điện mỗi tháng, hỗ trợ kiểm soát năng lượng của mọi thiết bị trong nhà thông qua hệ thống điều khiển từ xa. Kiểm soát hệ thống chiếu sáng thông minh, kiểm soát môi trường, nhiệt độ, độ ẩm. Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động, điều khiển điều hòa thông minh, điều khiển ngôi nhà thông minh bằng giọng nói, đảm bảo an ninh cho toàn ngôi nhà. Việc lắp đặt các thiết bị thông minh hay nhà thông minh là xu hướng giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng hiện đại. Theo dự báo của các chuyên gia, xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Bởi công nghệ đã giải phóng sức lao động cho con người, và thay vì dùng cơ bắp hay tốn quá nhiều sức lực, thì giờ đây trí não và những lệnh điều khiển lại lên ngôi. Thì hiện tại là người ta đang dịch chuyển qua sản phẩm mẫu nhà thông minh rất là nhiều, từ nhà cấp 4 đến nhà cao tầng và kể cả khách sạn, nhà hàng. Vì cái thiết bị đó, khi mình đi xa hay là mình bất cứ ở đâu, mình đều kiểm soát được hệ thống của nhà mình. Nhà thông minh, theo định nghĩa đơn giản là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử, có thể được điều khiển hoặc tự động hóa hoặc bán tự động, thay thế cho con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý điều khiển. Hệ thống điện tử này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện web. Nhờ ứng dụng các công nghệ như hồng ngoại, điện thoại thông minh, IoT, công nghệ đám mây, nhà thông minh có thể tự động giúp con người làm những công việc trong nhà. Tất cả các thiết bị công nghệ phục vụ cho cuộc sống con người hiện nay đều đã được sáng chế thành các thiết bị công nghệ thông minh và trở thành một phần của nhà thông minh. Sự phát triển của xu hướng nhà thông minh dẫn đến sự đa dạng phong phú trên thị trường các sản phẩm công nghệ thông minh phục vụ cho căn nhà này. Điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, TV, đèn chiếu sáng, bộ sạc thông minh, chuông cửa thông minh, v.v. Tất cả được kết nối thông qua các thiết bị smartphone hoặc trợ lý thông minh. Nói chung là hiện nay là cái thời buổi 4.0 thì tất cả mọi thứ đều quản lý qua cái chiếc iPhone, cái điện thoại của mình. Thì tất cả cái ngôi nhà của mình gần như là đều được điều khiển qua điện thoại hết. Từ cái cửa, cái đèn, các thiết bị bơm nước, thậm chí tưới điện hay là mọi cái thiết bị trong nhà đều, mà cái gì cắm điện là được tắt mở qua điện thoại hết. Thực tế, các sản phẩm công nghệ thông minh phục vụ cho nhà thông minh có nhiều phân khúc và giá tiền khác nhau, phù hợp với lựa chọn của nhiều khách hàng. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt của hệ thống nhà thông minh, thiết bị nhà thông minh khá cao. Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị công nghệ đòi hỏi người dùng phải có một kiến thức cũng như trình độ nhất định. Vì vậy, hiện nay, nhà thông minh xuất hiện chủ yếu ở các gia đình trẻ tại các đô thị lớn của tỉnh. Một số dự án nhà ở, chung cư cao cấp, chủ đầu tư cũng lắp đặt các thiết bị công nghệ của nhà thông minh nhằm tạo sự tiện nghi cho khách hàng.
thì chúng tôi cũng có cung cấp những cái dịch vụ căn hộ, căn nhà thông minh để mà khách hàng có thể gọi là tích hợp trong khi mà quá trình mà người ta nhận nhà và hoàn thiện. Có các cái dịch vụ như là mở đóng cửa, rồi các cái hoạt động như là mở máy lạnh, đóng tắt các cái thiết bị điện để làm sao để mà cái đời sống của mình nó được thuận tiện nhất có thể. Đây là căn nhà thông minh của chị Vũ Thị Thu Hiền ở phường 9, thành phố Vũng Tàu. Gia đình chị đã lắp đặt hệ thống nhà thông minh từ nhiều năm nay. Chị Hiền chỉ cần thao tác trên màn hình cảm ứng của điện thoại thông minh để điều khiển các thiết bị điện trong nhà. Thì như là sử dụng như một cái smartphone thôi. Tức là mình có thể là mình nhấn cái nút tự động trên điện thoại rất là dễ dàng. Và bảo mật về khi có cả mật khẩu để khi mình muốn cái hệ thống mở cổng an ninh thì có mật khẩu. Cái tiện ích mà mang lại cho mình thì rất là lớn. Thứ nhất là về an ninh, an toàn, bảo mật, rồi tiện lợi. Còn chị Trần Thị Ánh ở phường 2, thành phố Vũng Tàu đã tìm hiểu các tiện ích của nhà thông minh và quyết định lắp đặt hệ thống cửa tự động, đèn trần siêu sáng kết hợp với hồ bơi thông minh. Cả nước mặn chứ không phải là nước ngọt. Nước ngọt thì phải khử bằng clo, nhưng mà cái này là bằng muối điện phân đó, nên là nó cũng như là mình đi tắm biển. Rồi có hồ, có hệ thống massage, rồi hệ thống thoát nước, rồi nói chung là rất là thông minh. Và những cái lọc nước là tự động, không cần phải là như ngày xưa mình là phải mướn đội ngũ vệ sinh hàng tuần hàng tháng, nhưng bây giờ là nó tự động lọc hết. Nên là mình cũng rất là tiện, nên không phải mất thời gian rồi ấy thì nhiều, công sức thì nhiều. Là một kiến trúc sư nên anh Trần Thanh Hải ở phường 1, thành phố Vũng Tàu nắm bắt rất nhanh xu hướng phát triển của nhà thông minh. Chính vì vậy, từ năm 2018, anh Hải đã lắp đặt hệ thống điện thông minh cho quán cà phê của mình. Ngoài ra, anh còn lắp đặt hệ thống cảnh báo an ninh thông minh, giúp kiểm soát đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của mình, dù ở bất cứ đâu, thời gian nào. Ví dụ một cái quán cà phê như mình, hoặc một cái ngôi nhà phố, hoặc một cái biệt thự thì nó rơi vào khoảng 4-50 triệu đổ lại. Như vậy trên tổng mức đầu tư nó chỉ rơi vào khoảng 2-5%. Như vậy thì rất là hiệu quả. Đương nhiên so với cái hệ thống cũ thì hệ thống mới nó chỉ tăng lên như vậy, nhưng nó giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống. Về vấn đề tiền điện thì chắc chắn nó rất là hiệu quả. Thì theo mình thấy thì khi sử dụng được cái hệ thống điện thông minh thì nó kiểm soát được, nó giảm tiết giảm được khoảng từ 20-30% so với cái chi phí mà hàng tháng chúng ta phải bỏ ra.